Cá nó rỉ im im luôn, không biết còn một không nữa. Im luôn, em dở lên thôi mọi nha. Hết rồi. Nó rỉ nãy chắc mình không để ý rồi, rồi nó đi luôn à. Xuống càng tiếp tục nha cả nhà. Nhà thầy ở Kinh Minh nhớ cho mình like, đăng ký, chia sẻ nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Dở cục mồi lên cái. Để xích ra ngoài nữa. Rồi rồi, cái phao đâu mất tiêu rồi. Phao đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, nó lâu rồi đâu cái nhà. Nhát rồi cả nhà ơi. Chín nhiều quá. Kênh Lục Bình này cả nhà. Mình câu câu kênh Lục Bình. Ở đây là dưa ngổi dưa lúa nè. Kênh Lục Bình không cả nhà. Cá nãy giờ mình dính nhiều quá nè. Dính cá cũng nhiều lắm mà. À, không có quay cho cả nhà coi. Thì hồi mình quay thành quả cho cả nhà coi nha. Rồi, cảm ơn cả nhà theo dõi kênh mình nha. Đây hình quả mình đi câu sáng mình quay nhưng mà mình giật cá mình không có quay cho cả nhà coi. Đây cá chê bự. Anh cá chép hết hồn rồi cả nhà. Bự hơn cái tay mình nữa. Còn sống nha cả nhà. Chứ con này chết rồi. Con này nó nóng nước nóng mình động chết. Cái cá rô nè. Nha, con chim con nha. Rồi, cảm ơn nhà theo dõi kênh mình nha. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe và đầy vui bên cuộc sống gia đình của mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nha.